Bây giờ cái văn phòng cơ quan của chỗ mẹ con bây giờ cho cả tầng 2 cũng cho thuê luôn. Tầng 2 phía bên này thôi, phía bên kia vẫn hoạt động. Đây à? Bên kia vẫn là công ty nhỉ? Còn cái nửa phía bên này thì cắt cho bắt đầu ra. Trước là bên này cũng là để làm cơ quan luôn, cho thuê hết. Thì nó hoạt động thì mấy đâu, toàn mẹ bảo là nó ăn nhiều nhất là tiền cho thuê mặt bằng. Kinh doanh, mang tiếng là công ty kinh doanh nhưng mà ăn chủ yếu tiền cho thuê mặt bằng. Thì toàn bằng đấy. Cái đấy thì nó được một khoản cố định. Thường nó cũng đỡ lắm. Chứ đúng vào ngày kia thì là cái ô tô quay ra quay vào một lần muốn quay xe là quay khá lâu. Cảm giác là mình tiết kiệm. Nó cảm giác tiết kiệm nhưng thật ra là mình không hề tiết kiệm. Thực ra không tiết kiệm mấy. Không hề tiết kiệm đắt cho hơn mình. Ấy. Không hề tiết kiệm cho mình. Không, tiết kiệm ở chỗ nào mình người nhà cho nên mình điều chỉnh được cái số lượng khách. Nhưng mà ngược lại là nếu như mà lục thủy như chị nói lục thủy là mọi người thấy kiểu vui vẻ mọi người đến đông ấy, thì mình khéo mình còn vượt cả chi một chi rất nhiều ấy. Cái lục thủy mới là khó tính. Chứ Sheraton thì lại tính được ngay. Là tỷ lệ tham dự nó chỉ khoảng từ 80-90% thôi. Mà con đoán, cái anh ở Sheraton anh đoán là 90%. Nhưng con bảo em đoán là chỉ 80% thôi. Thì là 80% và một mâm đôi dư thì trong 90. Kiểu như vậy. Chứ còn lục thủy lại rất khó tính. Tại vì là lục thủy người nhà mình vẫn khó tính. Chính con nói chuyện chị ấy, chị cũng bảo là khi mà nhắc đến Sheraton ấy thì như kiểu bác Ngân ấy, bác thấy rất là sang trọng. Nên là bác con bảo là lại thấy ngại. Đây là một khu cà phê bố ngồi đây ạ. Đây bố ngồi đây. Nhưng chúng ta sẽ không tổ chức ở đây. À đây không, ở đây, kia, đây. Không, đây là bố này. Đây là trước ở đây này. Bây giờ mình đậu xe đây Hoài Sơn xong nó có cho xe đậu được đây hay là. Anh ơi, em đậu xe ở đâu rồi nhỉ? Ở trên bãi sau cái xe xanh này. Vâng, ok ạ. Đằng sau lên thẳng bãi luôn. Đằng sau cái ô tô tải tô khách kia lên thẳng bãi luôn anh. Ờ lên bãi luôn. Có đường lên chứ em? Có đường lên chỗ cái đèn xanh đúng đèn xanh luôn. Đây, tổ chức nó sẽ ở đây. Còn cái bên nhà hàng thì đây bên nhà hàng mới đẹp này. Chị Hương cứ bảo là bên nhà hàng này đẹp lắm. Thế mà chị Hương cứ thích bên nhà hàng. Nó được cả cái đây không gian văn hóa luôn. Đây này, cái chỗ để nó để đây này. Đúng rồi, để đây, ngay đầu hồi này. Ngay cái đầu hồi này. Đó. Anh kêu là anh đã tiếp khách đến 340 khách rồi. Và họ để ở đây nhưng mà đang chưa thấy chỗ lên nhỉ. Nó phải phòng trong bên hàng trống. Mỗi lần bố đi bên hàng trống thì nó sẽ để nó dễ hơn.